Dạ, mình chào bà con và các bạn đến với kênh Liên Nguyễn và Nhà vườn Văn Giang. Hôm nay tiếp tục giao lưu hoa trái thành phẩm nhiều màu như bà con, có số cây giống mới đổi màu rất đẹp luôn. Mời bà con và các bạn mình cùng xem và giao lưu với anh Giang à. Chào anh Giang. Rồi chào bà con miền Tây Bắc gần xa ha, chào anh Liêm. Nè, có số hoa giấy gì giao lưu cả nhà mình về á, giống mới đổi màu và một số dòng siêu hoa cả nhà. Hay giao lưu phục vụ cả nhà mình về trang trí ngắm hoa chơi ha. Đầu tiên em vô cây số 1 là em Gold Mo Mondogin cả nhà. À, đúng tên nó là Mondogin. Mã Cây số 1. này đang rất là sung ha. Đang nha, cho búp nghe cả nhà. Đang vô búp. Ừ. Cây này cao tới 1m1 cả nhà mình đó. Cao 1m1 ạ. Tán ngang là 85. Cao 1m1 tán ngang 85. Còn chỗ nhỏ là 20 cả nhà. Ồ, cục trên đây mà bự vậy. Cũng lên tới 25 ạ. Ờ. Cái này là cốt bự hết nha, cốt to hết nha. Chi cành nó to. Đó, đế sạch nghe cả nhà. Rồi. Cái này xin giao lưu cả nhà mình mã số 1 Mondovin nha. À, đổi màu cả nhà. Đó, cái này xin giao lưu cả nhà mình 390k thôi cả nhà mình đó. Đây có cái bông mẫu thế này À, bông mẫu như đang nở vậy nghe cả nhà. À, em số 1 ha. Rồi, này tàn tật chung chơi cả nhà. Xuống cây. Mã số 1. Tới mã số 2 em lên cái cây có bông sẵn cả nhà mình luôn nè, cũng Mondogin. Mã số 2 ha. Trồng hoa đổi màu cả nhà mình đó. Mã số 2. Cao tới cái bông là 85 ạ. Ngang đây nó 67. Quanh cổ đây 13 cái nhầm đó. Ừ, đấy là cũng sạch cái nha. Gơm ha. Rồi, mã đang búp đều cây nha cái nha. Búp đọt hết nè, mã số 3. Ủa số 2 chứ. Mondokin này, cái này xin luôn cái nhà mình là 300k thôi cái nhà mình đó. Xem mã số 32 nha, Mondokin. Tới mã số 3 dòng mà đăng nhiều màu cả nhà. Mã số 3 dòng nhiều màu ha. Đỏ vết bi da ha. Trắng tiết, hồng tiết. Này vũ Vũ Văn. vũ quang cả nhà. À, vết bi da đỏ trắng tiết, hồng tiết, tím tiết, vũ quang. Ba màu tiết với màu màu Vũ Văn là 4, 4 Red Pizza là 5.5 dưới đây màu Việt Nam ít nha các nhà. À, Việt Nam ít luôn. 6. Sáu mặt. Mã số 3 ha các nhà. Cao là đâu à? Cao đây 74 7 ạ. Ngang đây 75. Cổ đây là 22 cái nhà mình, 22 hơn chị ha, còn 22 cái nhà đó. Cái này em xin cho luôn cái nhà mình 350k cái nhà mình đó, 350 cho ba em trăm rưỡi 6 cho mặt. em dòng siêu hoa 3 màu tiết, trắng tiết, tím tiết, hồng tiết. ha. Rồi Red Pizza, Vũ quang nữa rượu vàng và với Việt Nam Mix. Việt Nam mít nha cái nhà. Rồi 6 Cây mặt. 6 màu mã số 3 cái nhà, em số 3 350k bao ship toàn quốc luôn ạ. Đây mã số 4 em một màu cả nhà. Đó, Đỏ đỏ Red chích Pizza. bi da cả nhà. Số 4. Cao là 79 ạ. Ngang đây là 6 60. Phần cổ đây 20 cả nhà nữa. Cái này là hoa chưa tàn là búp tiếp nha cả nhà. Dòng này nó siêu hoa lắm nha cả nhà. Đổi chết bây giờ. Cái này xin luôn cái nhà mình là 300k cái nhà đó. Em này 300k cho mã số 4 hay chết bây giờ. Tới mã số 5. Em hồng răng bông đậm đổi màu cái nhà. Mã số 5 ạ. Hoa này nó già nó sẽ tàn cái là nó lên hoa mới rồi nghe cái nhà. Đây. Đọt có sẵn luôn nha. À, lên hoa mới đây rồi. Búp bông mới luôn. Trong đặt lá Cây này cao 70. Ngang nó 60. Đế nó trắng này. Quanh cổ là 23 cả nhà đó.
Mã số 5 ạ. Em hồng găng cái nhà. Như luôn cái nhà mình là 300k luôn cái nhầm đấy. 300k ha, em đế quắn nghe cái nhà. Lúc đó có chạy chỗ này em chắc xử lý treo rồi nha. Đế này đặt ha. 300k. Cho mã số 4 em hồng găng nghe cái nhà. Tiếp mã số 5 cũng nhiều màu cái nhà. Mã số 5 luôn. Này như trắng tiết, tím tiết, Việt Nam ít cái nhà. Là 3, ZBA 4, hồng hồng tiết, tiết 5. 5. Này 5 màu. rồi 5 màu, không có màu trắng tiết à. Có trắng tiết chứ, trắng trắng tiết, tím tiết, hồng Có tiết. là 3, ZBA À, là 4. tiết là 4. Việt Nam ít Thì 5 mít là 5. 5. Cái này 5 màu nha cái nhà. Cao nó 80. Ngang nó 78 à. Cao 80 ngang 78 rồi nha. Vành cổ là 24 luôn cái nhà. Một cục đặc luôn ha. Như trình hình luôn nha cái nhà. Đó. Mã số 5 ạ. Em xin như luôn cái nhà mình 350k luôn cái nhà nó cho em 5 màu ha. Dòng siêu hoa không nghe cái nhà. Nay tàn lớn đặt cái nhà đó. Mã số 5. Tới mấy cục mini nè. Cục gì cái nhà uốn éo đi thay chậu uốn éo thì thích ha. Mã số 6. Này cẩm thạch hai màu cái nhà. Cẩm thạch đỏ lửa và cẩm thạch tím siêu hoa ha. Ghép trên hai cái cục gửi nó quấn gì nha, không biết kêu bằng gì nữa nè. Cao tới đọt là 70 ạ. Ngang đây 35 à. Đó thì riêng từ đầu gửi cái. Đầu gửi là 15 cái nhà. Đó, đó hai cục nó dính lại chỗ này cái này. Hai cục dính lại chỗ này là 31 cái nhà đó. Em ghép đầu gửi ha, thôi nha. Hai màu cẩm thạch nha nha, tím chi bông và đỏ cẩm thạch ạ. Rồi cái này xin như luôn cái nhà mình là 270k cái nhà mình đây. Cho em ghép đầu gửi nha, 270. Mã số 6 ạ. Rồi tới cái nhỏ hơn chút nữa đây. Này thì về cái nhà mới dính rồi nha. Lùm lùm nha, mã số 7. Cả nhà nuôi dài uốn éo thì thích ha. Một cục gửi luôn cao đây là 47 ạ. Ngang đây có 27 à. Đầu gửi đây là 23 cái nhà nữa. Đó. Quấn quấn trình hình vậy nha. Rồi, cái này xin với luôn cái nhà mình là 250k thôi cái nhà nữa. 250 ha. Cho em mã số 7 nha. Cẩm thạch hai màu luôn ạ. À. Tên mã số 8. Đây cũng đầu gửi này. Mã số 8. Chọn gì ăn số 8 này. Này là một màu cái nha, cẩm thạch đỏ lửa không có nhầm nữa. 8, cao đây 55 ạ. Ngang đây 50. Ghép đo một cái đầu gửi này là 21 nha cái nha. Một cái đầu gửi 21 nha. Như gửi phụ vắng qua lên là hai gửi. Mã số 8. Cái này xin luôn cái nhà mình là 270k cái nhầm đó. Cho mã số 8 ha. 270, em cẩm thạch đỏ lửa ạ. Trên mã số 8, đây. Cái này bự cái đặt luôn nha. Vẫn là một màu luôn. Mã số 8. Ủa? Mã số 9 cái nhà này, nãy mã số 8. Này tới mã số 9 cái nhà. Cẩm thạch đỏ lửa đầu gửi nữa cái nhà mình đó. Cả rọt 60. Ngang ở đây nó 50. Nguyên cụm gì cả, nguyên cụm vậy là nó 31 cái nhà mình đây. Đó, gửi này gom á. Gom đặt cái nhà. Đó, cái này xin luôn cái nhà mình 270k luôn cái nhà mình đó. Em cẩm thạch đỏ lửa một màu ạ. À. Chưa có cắt nên về cái nhà vô dây nó dễ cái nhà nó còn mềm á. Mã số 9. Đợi em số 10. Đây. Số 10 cái nhà. Cho mà cảm. Dòng sông môi cam cái nhà. Đây đây cái bông đang nở rồi, nó tàn ảnh nở cái mới rồi thêm nó búp nữa nghe, búp búp trực lưng nè. Em số 13 số 10 ạ. Sông môi cam cao tới chỗ gom đặc đặc này là 80 cái nhà, chứ cái đợt nó dài dữ lắm mà. Ngang đây là 70 cái nhà mình đó. Đó hết chiều ngang cũng hơn mét ạ. Cái nhánh một nhánh này không là hết
95 đó. Một nhánh một cái tược dài. Vành cổ đây là 25 cái nhầm đây. Đây vậy kỹ nè, do cái vết nó bứng lúc bứng chày có chất keo nha cả nhà. Đây. Đó, giao lưu cái nhà mình ha. Thì bo ghép hay là gì thì thích cả nhà. Thôi cũng đặt luôn nha. Có lỗi là bứng chày. Mã số 10, em không mua cam. Này em xin giao lưu cái nhà mình 350k cái nhà, 350. Cho em xong môi cam cái nhà, mã số 10. Cây này bà con mình về cho trồng xuống trực tiếp dưới đất nó mau lành cái vết thương với lại nó lấy bom cắt ghép mình dăm hôm rồi Má 11 ạ. Mà ok em tiếp hai theo màu kìa tiết ở nhà mình đây. Hồng tiết và tím tiết ạ. Trồng tiết siêu hai hoa cả nhà. Cao nó 65. Ngang đây 60. Mình cố đầu rễ là 20 hơn cái nha. Ở một rễ quắn lắc luôn ha. Lắc lượng luôn. Mã 11. Cái này em xin luôn cái nhà mình 300k cái nhà mình đây. Thêm hai màu tiết ha. Đó, mã 11, ba màu tiết. Ủa hai màu vậy? Mã 12. Đó, có cặp quấn quấn luôn nè. Này thì được ba màu cái nha. Tím tiết, hồng tiết và cái này nó chắc chắc mới dính mới dính như trắng mới tiết lành nghe kia cả nhà. Đó, giờ tính hai màu thôi ha. Đó, đó ba màu giờ tính hai đi, mã 12 mới dính mạnh nè. Hai màu tiết cả nhà. Cao nó 67 ạ. À. Ngang đây 60. Mình cổ đây 19 cái nhà đây. À, một rễ luôn nha cả nhà. Lắc lượng như trên hình nhìn nha. Mã 12 ạ. À. Gắn luôn cái nhà mình 300k cho em hai màu tiết nha cả nhà. 300k mã 12 ạ. Tới mã 13. Đây. Dòng tiết cả nhà mình mặc tiết chọn lựa luôn nha. Này tới ba màu, được ba màu cả nhà. Hồng, tím và trắng. Mã 13. Ba màu tiết. Cao nó 75. Ngang đây 70 giờ tính 60 cái nhà này, tính đặt 60 đi ạ. Mình cổ đây 22 cái nhà mình đó. Ở đây nó có vết chạy nha nha. À, một cổ bự nha, một cái vết chạy lúc bứng đi ha. Rồi, em này check kêu cả nhà mình nha. Dẫn 300k cho em mã số 13 cái nha. Số 13 ha. 300k cho em ba màu luôn nha cả nhà. Cái mã 14 đây. Em này hai màu đây. hai màu Đó, tuyết siêu bông trắng tiết và hồng tím tiết nha. Cao nó 75 ạ. Ngang nó 60. Mình cố là 19 cái nhà này. Dẫn 300k cho em hai màu tiết luôn nha cả nhà. 300k luôn. Cho em mã số 14. Trắng tiết và tím tiết ạ. Dạ, lên mã chót cái nhầm đây. Mã 15 đây. Lên này. Hai màu tiết coi. 15. Này hai màu tiết cả nhà. Đó. Tược tới đâu có bông tới đó ba màu tiết luôn ha. Ba màu luôn, thêm màu tím nữa. trắng tiết Tím. hồng tiết tức là tím tiết Tím tiết. Nó đâm tược vậy là để già là tự đâm tược là có bông tím nha cả nhà, đâm tượng nách ha. Mấy dòng tiết siêu hoa là dự ngay nha. Mã 15 ạ, à, như mã chót cả nhà. Cây cao là 75. Ngang là 60. Mình cổ 17 cái nhầm đây. Đó. Thêm hai màu tiết nghe cả nhà. Dẫn 300k cho em hai màu tiết mã số 15 luôn nghe cả nhà. Giờ ở đây là nhà vườn Văn Giang, em chân thành cảm ơn nhà xem hết video. Ở nhà có hợp nhãn mã số nào alo số điện thoại của em là 079 5428 752. Anh Liêm ghim trên hình nha. Rồi chào cả nhà. Rồi, mình chào anh Văn Giang. Cảm ơn bà con mình rất là nhiều nha. Hy vọng bà con mình hợp nhãn và chú ủng hộ nhà vườn. Chúc bà con mình xem clip thật là vui vẻ nha. Hẹn gặp lại bà con mình những clip kế tiếp ạ. À.